Alo, thân chào mọi người. Chào anh em một lần nữa trở lại với kênh YouTube của mình. Thì anh em ơi, ngày hôm nay đây mình vừa đi ve chai, mua được vài món đồ trên bàn này. Mình muốn chia sẻ cho anh em xem, đỡ buồn nha anh em. Tất cả những món đồ này thì mình mua với giá đó là 45k nha anh em. Thì 45k này mình mua được những gì? Xin mời anh em hãy theo dõi clip của mình nha. Thì cái lời nói đầu tiên mình muốn chia sẻ với anh em đó, đó là những cái món đồ này mua ve chai thì nó không có giá trị gì lắm. Nhưng mà đó là cái niềm, mình nhắc lại, nó là cái niềm đam mê của mình nha anh em. Đi ve chai mua đồ về mà ấy, về để mà review cho anh em xem, mà mình cũng thích, cho nên nó là, nói chung đó là nó tiện lợi cả đôi đường nha. Thì đây là cái đầu tiên là mình giới thiệu, đây là một cái, là cái máy bắt mũi cái gì á. Ở trên này, ê, nó có con dế nè anh em. Là dế, bắt dế, máy bắt dế. Có con dế trong này. Mà nó chặt đứt cái bắt tiêu nhà dây điện rồi. Thường là mua đồ dây chai là chặt đứt bà nó nhà dây điện nè. Mình không biết là nó còn xài được hay là không. Thì mình sẽ cố gắng là nói cái nhà dây điện này lại à. Mình test từ 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 sau nha. Một cái máy bắt mũi như thế này nè anh em. Cái máy bắt mũi này người ta còn ghi cái giá luôn nè, 195.000 đồng. Đó. Mà không biết còn xài được không. Nếu như còn xài được á, anh em nào mua mình bán lại cho anh em đó, rẻ thôi, 200.000 ha. Mình chơi vậy đó, thấy không? Con số 200 nó rẻ hơn 195 nha. Nó đùa thôi chứ máy này là mình đều được thì mình tận dụng lại, mình để trên bàn thờ, ý lộn, để trên bàn, ý để trên bàn học, bàn làm việc của mình, cho nó bắt mấy con trùng, ha. Bắt dế đồ. Rồi để qua một bên nha anh em. Mình mua được một cái đèn pin. Đèn pin đi nha. Cái màu thì nó quá là gỡ đẹp. Nhận không được nha, không có nhắn được nha. Cứng hơn là gì nữa. Biết bị gì, cứng ngắt luôn. Cho nên là không biết là nó sáng không nữa. Nè, đẩy nó không lên nữa. Rồi bỏ qua một bên đi, đèn pin. Đi ra chai á, mình mua được hai cái ổ cắm nè nè. Cái ổ 16A 250V luôn. Cái này thì hầu như người ta chưa xài luôn á, nhìn nó mới hơn cái bản mặt mình luôn á, mới toanh luôn á. Cái này thì nó đã xài rồi, nào nó bị mẻ hai cái ổ điện nha. Lúc cạn thì không có, mà lúc có thì mình nói là không cạn, nhưng mà thực tế cũng cạn lắm nha anh em. Rồi mình mua được một cái cây quạt nữa nè anh em. Đây là một cái cây quạt chà bá luôn nè. Cây quạt này thì mình nhìn thấy phía sau nó là xài pin 18650 nha, nó để thẳng luôn nè. Xài pin là 18650 hai viên nha, nhưng mà chỉ cần một viên là được rồi. Mình kiếm viên pin nhà mình thay vô. Nhưng mà ở đây mình mua được ba cái viên pin này nè. Cái viên pin, hai viên pin này là của cái cây quạt kia, còn cái này là của là cây quạt kia. Cho nên nó là không biết còn xài không được không, nhưng mà mình để qua bên đi. Nói chung là mua được ba viên pin nữa nha anh em. Ba viên pin này thì bảo đảm với anh em luôn. Thì trong ba viên pin này có khi là xài được một viên, có khi xài được ba viên, có khi là ba viên hết luôn, có khi là hai viên xài được một viên không nữa ha. Thì nó có nhiều cái lắm. Thì anh em từ từ mình test những viên pin này, chứ thực tế ra những viên pin này thì chắc có cái xài được, có cái không, hoặc là dục bỏ hết, hoặc là tất cả mọi cái đều xài được. Thì nói chung là nó vậy. Mình sẽ lấy viên pin nhà mình sẽ test cái quạt nha. Đây mình lấy cái viên pin nhà mình là có viên pin nha anh em, giống hệt viên pin mới mua luôn nha, chứ đừng nói mình lấy viên pin kia nha. Đây nè, hai anh em sanh đôi nha, khác nhau có con mẹ không à. Đây mình có ghi nè, mình đã đo có dung lượng 287 nha. Rồi mình bắt vô cái quạt nè, thử coi nó quay không ha. Sau khi bắt vô anh em nhớ xé xé vài cái cho nó ăn điện nha, nhiều khi nó không ăn điện nha, xé 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 đó. Ủa gì cốc cốc kia ta, quạt này nó có tiền vàng trong cái cốc cốc. Rồi bây giờ nó có núm dặn nè, cầm cái núm dặn đó quay. Đã chưa, đã chưa đó. Nó quay luôn nè anh em, mạnh luôn nha. Nó đây nè, thay đổi nó, cái này là cái chiếc áp thay đổi tốc độ của nó được luôn nha. Ok, quá ngon. Như vậy là mình vô tình lượm được bí kíp võ công của ông Hồng Thất Công, cho nên là mua được cái quạt màu hồng à. Màu hồng nha, nam tính nha. Những anh em là nam tính mới xài cái quạt này, có hiệu Mickey đàng hoàng nha, nam tính Mickey. Rồi lấy cục pin này ra để lát test đồ khác nữa. Một cái quạt xài được nha anh em. Quá trời đã luôn. Ấy quên nó đâu, mình test những pin này coi mà còn xài được không cái hả. Gắn vô cái quạt này coi xài được không. Rồi em vô. Ê, quay nè anh em ơi. Nó quay, nó mới vừa quay luôn á.
Ủa mà nó quay kỳ. Viên pin này giống như họ Dương vậy ta. Cắn vô gọi nó quay quay nó nghỉ luôn à. Này coi. Rồi em ru luôn rồi. Viên pin này coi. Có quay nè anh em. Quay được nha. Vậy là viên pin này còn xài được nha. Pin này nó có dạng là pin tốt á. Nó ở tầm trung thôi, nó có thương hiệu nè. Rồi nó nặng nha, pin này nặng nha. Chứ không phải nhẹ đâu. Thì vậy là mình được hai viên pin này xài được, còn hai viên pin này thì thấy niềm vui à. Cũng để đây đi. Rồi cái món đồ tiếp theo mình giới thiệu nữa là lại là một cái quạt nữa anh em. Một cái quạt nữa, cái quạt này cái đầu nó bị gì gục lên gục xuống rồi nè, như múa lăn vậy á. Này chắc nó thích Tết nè. Chưa chân múa lăn rồi. Chỗ này thì nó có cái chỗ dặn vô nè, mình dặn vô thì nó sẽ cứng lại. Mà mình dặn vô thấy nó càng ngày càng đi xa. Rồi giờ cứng được nha. Đó, cứng ngắt rồi nè. Cái quạt này nhìn dễ cưng quá thôi, màu xanh nha, nè, hình dạng đó nè. Rồi cái này sao mình thấy được nhiều quạt này quá à. Trên này nó có cái nút này dặn lên dặn xuống nữa nè, mà mình lúc trước mình mua có một cái đường cái trang vậy luôn nè. Rồi. Đó rồi, mà nó bị mất cái lồng chụp này. Chỗ này nó xài pin nha anh em, cũng vẫn là xài pin nha. Không biết nó có chỗ sạc không mà có luôn nha. Chỗ sạc nó đây nè, đuôi tròn. Lấy pin gắn vô coi. Đừng nói là không quay nha. Đó, mình gắn pin vô rồi nè. Mình nhấn cái nút khởi động nguồn nè. Im ru luôn. Không sáng nha anh em. Cái này coi chân tiếp xúc đồ nó còn tốt không. Rồi. Không lên nha. Rồi anh em đợi mình chút xíu, mình lấy cọng dây mình test nó luôn. Mình rồi test đồ, mình phái test cho nó hết. Đây anh em, mình có cọng dây nguồn nè anh em. Trời ơi, cọng dây nguồn của mình sao nó bị gì trời. Mình kiếm cục sạc dự phòng, mình test bằng cục sạc dự phòng nha. Cho nó an toàn. Rồi, đây cục sạc dự phòng đây, mình đo điện nó coi đủ 5V không cái hả? Nó ra 5V mới xài được, còn không ra 5V mà ngồi đó test cái giống gì không biết. Làm cái gì cho nó ra cái đó nha anh em. Anh em để đây anh em không thấy được cái đồng hồ mình nữa. Đây rồi, thấy rồi ha, chọt vô cái lỗ này coi. Đó, 4.8, ok nha. 4.8 là được rồi, đủ để mà cấp điện cho này rồi. Thằng này thì nó xài cái chui này cho nên là mình ghim vô. Rồi, đèn nó lên nè, nhắn rồi. Nhắn vẫn không ăn nha, không sáng nha. Ý, quay. Wow, có đèn nữa kìa. Nhấn số 1. Ủa nhấn số 1 nó mới quay ông nội ơi. Cái này là mở. Nhấn số 1, số 2. Còn quay nha anh em. Đó, còn quay nha. Nhưng mà nó lúc quay lúc không. Lúc thì nó quay, lúc thì nó không. Cãi nó đi, không cần quan tâm. Miễn nó quay là còn sống là mình còn khả năng sửa được. Còn thở là còn gỡ. Hết thở thì ra là đi luôn. Một cái quạt nữa để đây. Wow, ngon tao, bữa nay mua đồ là đã mà. Lại giới thiệu cho anh em một cái quạt nữa. Ôi trời, bữa nay làm như mình cái công ty bán quạt vậy anh em. Mình bè để mấy món đồ xuống đây. Review xong rồi để xuống đây, để dưới luôn đây. Đây. Đó là một cái quạt hình con thỏ, con chuột gì nè. Có mỏ, chắc mỏ này mỏ chuột quá. Quánh bầm đen luôn à. Cái này vẫn xài pin nha anh em. Đó, mình gắn viên pin vô. Gắn khó dữ vậy. Đó. Cái nút bấm đây nè. Nhặn. Quay nữa nha anh em. Một chế độ nè. Hai chế độ nè. Ba chế độ luôn nè. Mà ba chế độ thì nó bị tắt. Cái này nó có sạc không? Sạc micro USB nha. Để mình sạc thử ra được không. Sạc bằng micro USB. Mình sẽ lấy cái viên pin này ra. Đấy. Mình sẽ đó là ghim cái cổng micro USB vô nè. Rồi mình test nó coi nó còn quay không. Nó quay á là chứng tỏ một điều á là cái bộ sạc nó còn tốt. Là cái quạt này còn hầu như mới luôn á. Nè nó có đỏ đỏ đèn led nè. Nhận nè. Không lên nè, tại vì cái này là nó chớp chớp. Rồi lên nè anh em. Lên được 3 cấp độ luôn nha. Cấp độ thứ 3 nó kêu du du như là cánh quạt máy bay luôn nha. Khi mà anh em mà dừng nhận vô nè,
anh em lấy đồng hồ ra anh em đo chân chân pin đó. Chân pin nó mà từ 4V trở lên nó có nghĩa là nó sạc được cho pin nha. Anh em thấy là đó, 5V 12 luôn. Đó, vậy là nó sạc được cho pin. Chính vì vậy mà cái này nó còn rất là tốt. Không có bị lỗi. Ok nha anh em. Cái quạt này im nè, cái quạt này còn cái nắp đậy luôn. Tàn đét ơi, bữa nay mua được đồ quá tài là đã rồi. Nó ngon ha. Rồi cái quạt này. Còn nữa nha anh em, chưa hết nha. Anh em chờ tiếp theo nha. Mình mua được một cái mạch led nè anh em. Có cái bộ nguồn driver luôn nè. Mạch led có bộ nguồn driver mà mình nhìn nhận ở trên cái con led này là không có con led nào nó bị hỏng hết trơn á. Không biết cái bộ nguồn driver này thì nó ra làm sao ha. Cái này là mình cấp điện vô cho nó mà mình không dám cấp vô cái nó giật mình té đáy nữa. Nó là mình có gì mình cấp vô đây là mình biết được cái mạch này là sống hay chết rồi. Để mà qua bên đi, từ từ mình test sau. Rồi tiếp theo mình mua được một cái máy hát thẻ nè anh em, mà nó bị gì rồi nè, bỏ này đi, nó bị hở chốc gì tùm lum hết trơn rồi nè, không biết sao nữa, mà chắc này hát không được quá. Cái này thì xài pin nha, đó xài một viên pin thế này nè, đó này ai tháo ra gì rồi này, ai sửa gì rồi hay là rớt xuống bể rồi gì rồi. Mở không lên rồi anh em ơi, on nè, im ru à. Có đèn pin nữa nè. Đèn pin bấm ở chỗ này, chỗ nào ra đèn pin không biết nữa. Cái nút nào ra đèn pin. Mà nó không lên thì sao ra đèn pin được. Rồi, bỏ máy này qua một bên đi, sửa sao. Máy này bảo đảm với anh em một là mình sửa được hay không thôi à, bình thường thôi. Chuyện nó rất bình thường. Anh em xem kênh của mình đó, mình là chuyên gia phá hoại mà từ máy lạnh trở thành máy què là chuyện bình thường. Đây. Rồi tiếp theo là mình giới thiệu đây là một cái loa Bluetooth nha anh em. Cậu cái loa nhìn đã gì đâu, nhìn phê mắt luôn, có hiệu là Hope Star. Hope Star có nghĩa là hy vọng, ngôi sao hy vọng. Mình dịch tiếng Anh chưa? Tiếng Miên mình dịch còn được mà không chỉ tiếng Anh này, trời đất ơi. Tiếng Miên mình dịch rồi mấy cái này mình tháo bậy bạ rồi, nó tháo đây mà tự nhiên móc này móc cái diễn biết nữa. Đây nè, cái lo này thì nó gì nè anh em. Rồi đây là các cổng của nó nè, có cờ USB, có tập lưng hết trơn á. Thẻ nhớ đồ nè, mà không thấy cái thẻ nhớ. Trời ơi, phải nó để cho mình thẻ nhớ 32GB, trời đất ơi, chắc mình nhảy chắc banh cái nóc nhà quá. Đây nè, mở nguồn nè, không lên nha. Bây giờ mình sẽ cấp nguồn cho nó mới được. Cái nguồn của nó là, nó để đây nè. DC 5V là bên đây nè. Micro USB nha. Quan trọng là khúc này nha anh em. Cái lo này là mình hy vọng lắm á. Rồi bây giờ mình nhìn vô coi. Chết cha, dòng điện nó ra yếu xìu à. Nghĩa là pin trong này nó hư rồi, nó không có ăn điện rồi. Nó có ăn điện nên dòng điện nó ra thấp lắm. Nó sẽ sạc không có vô pin được. Mình có đồng hồ đo. Rồi bây giờ mình mở ra thử coi. Không nghe luôn rồi. Rồi không nghe luôn rồi anh em ơi. Lo bự vậy mà không nghe ta. Cổng này cổng AUX. Buồn thiệt chứ. Không lên gì trơn ta. Cái lo này nặng kinh luôn á anh em, nó cái lo này không mà mua căng rồi, cái lo này không cũng mất tiền nữa. Rồi anh em ơi, buồn thương chiếc áo năm nào gấp đôi cái bờ dai luôn anh em ơi. Rồi để đây từ từ mình sẽ mở ra, mình sẽ sửa cái lo cho anh em xem tình trạng nha. Rồi để đây. Và cái món cuối cùng mình muốn giới thiệu anh em đó là một cái đèn anh em. Cái đèn này thì nhìn nó rất là đẹp nha. Mở thì không còn lên nữa. Đó, thế này. Đấy. Đèn này ha. Thì mở không còn lên nữa. Đèn này chưa ai tháo ra nha. Nhìn là biết chưa tháo ra rồi. Tại vì mấy chỗ này nó còn, có chỗ này nó còn, nó muốn tháo ra là phải tháo mấy cái đó ra. Rồi, thì ngày hôm nay mình có đi ve chai mua được tất cả các món đồ như vậy cho anh em xem nha. Thì anh em nghĩ 40-45 ngàn mình mua như vậy là ít hay là nhiều hay là sao thì anh em cứ bình luận bên dưới để mà mình biết nha anh em.
Hoa Bình xin thân chào anh em và hẹn gặp lại anh em cho cái video clip tiếp theo của mình nha.